là một tác giả, trước khi viết ra được một tác phẩm hoàn chỉnh và để đời, thì họ thường hay phải đi tìm được nguồn cảm hứng cho tâm hồn của mình. Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn, Diego đang đứng hút điếu thuốc ở bên lề đường. Rít một hơi thật sâu rồi ngửa mặt lên trời nghĩ về nhân sinh trong cuộc đời. Đột nhiên một điều gì đó cắt ngang dòng cảm xúc chìm sâu này. Một chiếc xe ô tô chạy vụt qua, nước mắt tung tóe khiến điếu thuốc của Diego lụi tắt. Ông ta còn chưa kịp định hình lại thì bất ngờ phát hiện tàn thuốc vừa rơi xuống đã chảy theo dòng nước mưa vào nắp cống. Ông ta bất giác đi theo dòng chảy của tàn thuốc của mình. Trước mặt ông ta bây giờ chính là ngân hàng quốc tế Wang Lao Hu, một ngân hàng lớn nhất toàn thành phố. Diego chạy theo hướng của dòng chảy ở trên lề đường. Ông ta cứ chạy rồi chạy đến bên dưới cây cầu, dòng chảy đang chảy về đến lỗ thoát nước khổng lồ ở đây. Diego lại quay đầy nhìn về phía ngân hàng. Có vẻ như là ông ta đã tìm được một cơ hội kiếm tiền mới cho mình. Nhìn gương mặt ánh mắt suy tư này thì giống như là ông ta đang định đi cướp ngân hàng. Nhưng rõ ràng là chỉ với một mình Diego là không đủ để thực hiện một vụ cướp. Vì vậy, ông ta trở về và tìm ba người bạn thân từ thuở cởi chuồng đá ống mơ của mình. Ông là ông kỹ sư máy móc tên Ben, một ông đầu chọc nghèo khó tên Joe và một nhà đầu tư với nhiều kỹ năng đặc biệt tên Billy. Ông Billy dường như là một tay trộm chuyện nghiệp. Mặc dù tuổi tác cao nhưng ông ta vẫn có thể trèo vào ngân hàng như một con khỉ. Vì vậy mà nhiệm thăm dò địa hình sẽ do nhà đầu tư Billy lo liệu. Đầu tiên là phải luồn một chiếc thước dây qua đường ống cống. Khoảng cách đo được giữa đường ống và mặt đất chỉ là 18m. Và 18m này cũng là khoảng cách mà dẫn mấy người đàn ông trung niên này đến sự giàu có. Tiếp theo là bằng cách tính chu vi của bánh xe đạp để tính khoảng cách từ nắp cống đi đến ngân hàng. Cuối cùng, ông Diego sau khi tính toán kỹ lưỡng lại cũng đã tìm được con đường cụ thể để bọn họ có thể đi vào được bên trong ngân hàng. Rõ ràng chỉ tính toán ở bên ngoài thôi là không đủ. Vì vậy mà ông ta quyết định chơi liều, ông ta sẽ tự mình đi vào trong ngân hàng để nghiên cứu kỹ lại địa hình ở bên trong. Hôm đó, Diego bước vào trong ngân hàng cùng với một chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, lặng lẽ đi xung quanh để quay lại địa hình ở bên trong. Nhưng kết quả là bị nhân viên bảo vệ phát hiện và bắt tại trận. Hành vi mờ ám nhưng rõ như ban ngày như vậy mà bảo vệ không phát hiện ra thì lại quá là lạ. Vì vậy mà sau đó Diego bị bảo vệ đưa đến phòng an ninh. Nhưng điều mà không ai ngờ được là thật ra đây cũng là một phần trong kế hoạch của Diego. Bởi vì ở bên cạnh phòng an ninh chính là kho chứa tiền của ngân hàng. Đây cũng xem như là một cách để ông ta tự đo và ghi nhớ lại vị trí bên trong ngân hàng. Còn bảo vệ sau khi kiểm tra lại chiếc máy ảnh của Diego xong, phát hiện đây chỉ là chiếc máy ảnh hết pin. Còn Diego thì cũng đã nhanh nhẹn nhảy được chiếc thẻ nhớ bên trong máy ảnh. Cuối cùng, ông ta được bình an vô sự thả ra ngoài. Trở về nhà, cùng với trí nhớ trong đầu và hình ảnh trong máy ảnh, Diego đã thành công vẽ lại sơ đồ bên trong ngân hàng. Nhưng vẫn còn một vấn đề chính chưa được giải quyết. Đó chính là khóa bảo mật của kho chứa tiền. Bên trong giống như là chiếc tủ bảo hiểm, mỗi một ngăn đều có một ổ khóa riêng. Chỉ cần va chạm thôi cũng sẽ phát ra còi cảnh báo. Vì vậy nên rõ ràng kho chứa tiền này là một điều không thể. Bọn họ làm sao có thể lấy được hết chìa khóa bên trong tủ bảo hiểm này được. Nhưng nếu không thể lấy trộm được thì phải tìm cách phá khóa. Đúng là người tham vọng thì luôn có lối đi táo bạo khác người. Bởi vì thực tế thì mấy ông già này đã đi cướp ngân hàng chỉ với một khẩu súng đồ chơi. Đầu tiên là phải đội quần đen lên đầu để che lại mặt mũi trước đã. Sau đó là dùng keo để tránh không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Chờ cho đến thời điểm thích hợp và an toàn nhất, Diego tự mình cầm súng nhảy lên quầy giao dịch của ngân hàng, dùng tay cầm súng để đe dọa nhân viên ngân hàng. Giờ chính là lúc mà mấy ông già gân này bắt đầu phi vụ cướp ngân hàng để đời của mình. Diego ra lệnh cho nhân viên ngân hàng lấy hết tiền ở quầy ra cho ông ta. Nếu không thì không chắc khẩu súng trong tay ông ta sẽ hoạt động như thế nào đâu. Cảnh sát cũng sớm nhận được cuộc gọi cầu cứu. Bọn họ nhanh chóng đến bao vây bên ngoài ngân hàng. Bên trong Diego cùng dùng con tin để đuổi hết cả nhân viên an ninh ra ngoài. Nhưng tại sao bọn họ lại để những con tin này ra ngoài? Bởi vì trên thực tế thì đây cũng là một phần trong kế hoạch của Diego. Mục đích là để nhân viên an ninh thông báo lại tình hình bên trong cho cảnh sát bên ngoài biết. Ít nhất thì cảnh sát cũng sẽ biết được bên trong ngân hàng còn có rất nhiều con tin. Bằng cách này thì bọn họ sẽ không thể hành động nóng vội được. Như vậy cũng có thể giúp câu giờ cho những đồng đội khác có đủ thời gian phá tủ bảo hiểm lấy tiền. Tiếp theo sau đó là phải đi phá hủy toàn bộ các camera giám sát bên trong ngân hàng. Theo như tính toán từ trước thì đây là lúc để các đồng đội bên ngoài đi vào ngân hàng bằng đường ống cống. Ông kỹ sư máy móc mang theo dụng cụ phá khóa chuyên dụng của mình đến và bắt đầu vào việc. Mỗi một ổ khóa sẽ cần đến 7 giây để có thể phá được. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ phải câu giờ ở bên ngoài. Chỉ nhìn mấy cái ngăn bảo hiểm này thôi đã thấy vàng cả mắt rồi. Có được đống tiền với vàng này chắc mấy ông già sau này có khóc cũng khóc trên đống tiền đống vàng. Bên ngoài cảnh sát cũng đã tìm người đến để thương lượng cùng với nhóm của Diego. Mà những điều này cũng đều nằm trong kế hoạch của Diego. Ông ta nói với cảnh sát bên ngoài, bây giờ trong tay của ông ta đang nắm giữ rất nhiều con tin. Vì vậy, nên phái cảnh sát tốt nhất phải đưa đến một thẩm phán để thương lượng cùng với bọn họ. Cảnh sát bên ngoài cũng không dám làm liều. Với tình hình và số con tin bên trong quá nhiều, cảnh sát chỉ có thể tìm đến thẩm phán để thương lượng cùng với nhóm của Diego ở bên trong. Hai bên sau đó cùng đàm phán thương lượng với nhau qua điện thoại Ali. Quả nhiên, để thể hiện sự uy tín của mình, phía bên Diego đã thực sự cho thả ra bên ngoài một con tin. Con tin này là một nhân viên của ngân hàng. Không ngờ chỉ giơ tay lên xin đi vệ sinh thôi mà cũng được bọn cướp thả ra ngoài đi vệ sinh cho thoáng. Thẩm phán bên ngoài vẫn đang cố gắng để thương lượng tiếp với nhóm của Diego. Cứ như vậy thì nhóm của Diego sẽ kéo dài thời gian thêm được một lúc. Đúng lúc này, điện thoại của một bà cụ bên trong ngân hàng đổ chuông. Thì ra hôm nay là sinh nhật thứ 80 của bà ta. Diego sau khi nghe xong cũng bày tỏ lòng kính trên nhường dưới của mình. Ông ta mang đến một chiếc bánh nhỏ còn có nến cắm ở bên trên.
Đây chính là hình ảnh một bọn cướp đang chúc mừng sinh nhật con tin của mình. Đợi đến khi thổi nến xong còn tử tế thả bà cụ ra bên ngoài. Cảnh sát vẫn đang bao vây bên ngoài ngân hàng. Bọn họ vừa phải tìm cách giải cứu con tin, vừa phải đàm phán với nhóm của Diego. Nhưng cũng là lúc này, công cụ để mở khóa của ông kỹ sư vì hoạt động quá lâu dẫn đến làm tăng nhiệt. Nếu muốn phá khóa tiếp thì phải cần có thời gian để chờ cho hạ nhiệt thì mới tiếp tục được. Điều đó cũng có nghĩa là Diego bên ngoài phải tìm được cách để câu thêm giờ cho bạn mình. Vì vậy mà lần này ông ta quyết định tự đóng giả làm luật sư của mình, rồi diễn kịch với cảnh sát bên ngoài. Cả hai bên một thẩm phán một luật sư nói qua nói lại qua điện thoại một hồi. Trong một hồi này thì chiếc máy phá khóa của ông kỹ sư cũng hoạt động trở lại. Diego nhìn đồng hồ và phát hiện thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa. Đã đến lúc để khép màn kế hoạch cướp ngân hàng này lại. Cả nhà có ai đoán ra được với số tiền và vàng này thì nhóm của Diego sẽ phải ngồi tù đến mấy đời không? Hay hay nhớ để lại chia sẻ bên dưới cho tôi cùng xem nữa nha. Còn nếu cả nhà không biết thì vẫn còn có quý ông Diego này sẽ tiết lộ sự thật cho bạn nghe. Đáp án là chỉ 1 năm thôi. Bất ngờ chưa ông bà già? Không tin được có phải không? Nhớ xem hết video để vén màn bí mật nha cả nhà. Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa. Cảnh sát bên ngoài cũng nhiều hơn so với lúc trước rồi. Điều quan trọng mà số tiền và vàng bọn cướp cũng đã gần hết rồi. Bây giờ là lúc để bọn họ tẩu thoát cùng với thành quả của mình. Đầu tiên là Diego nói với cảnh sát là nhóm cướp của mình đang bị đói. Ông ta yêu cầu phía cảnh sát gọi pizza đến cho mình. Nhân lúc này, Diego bày hết ra súng đồ chơi của mình lên một tấm thảm đỏ. Còn đồng đội bên trong kho tiền sẽ ném hết tiền và vàng thu thập được vào đường hầm nối ra chỗ đoạn cống. Bên trong đang có sẵn hai chiếc phao cứu hộ chờ đón bọn họ cùng với đống tiền vàng. Lúc này cảnh sát cũng giao pizza đến cho nhóm của Diego. Thẩm phán cùng với cảnh sát cũng nghĩ rằng lần này bọn họ sẽ có cơ hội để lật ngược tình thế. Chỉ là không ngờ được lần này đang định gọi vào bên trong thì bên ngoài có người nhận được cuộc gọi của con tin. Phía cảnh sát liền lập tức cho đội phản ứng nhanh đột kích vào trong ngân hàng. Chờ cho đến khi đội phản ứng nhanh phá cửa lao vào bên trong thì Diego cùng với đồng bọn của mình đã trốn thoát từ lâu. Cảnh sát sau khi biết về con đường hầm cũng cho người để đuổi theo nhóm của Diego. Nhưng lần này bọn họ cũng không ngờ được là Diego dù không biết võ cũng không biết dùng súng, nhưng biết dùng não để tự tìm một lối thoát khác mà không ai nghĩ ra được. Còn phía cảnh sát thì vẫn đang cho người canh giữ ở chỗ miệng cống. Chờ dài cả buổi mà vẫn không thấy bất kỳ bóng người nào đi qua. Bởi vì miệng cống mà nhóm Diego thoát ra thực chất là một chiếc xe đã chờ sẵn ở điểm đón. Bất kỳ ai cũng đều không thấy bọn họ ngoi lên từ mặt đất. Điều này cũng có nghĩa là kế hoạch cầm súng giả vào cướp ngân hàng của bọn họ chính thức thành công xuất sắc. Nhưng câu chuyện vẫn còn quá sớm để kết thúc. Một trong nhóm cướp ngân hàng của Diego vì kiếm được nhiều tiền mà đổi đời, bắt đầu cuộc sống hoan lạc ở tuổi xế chiều, đã ngoại tình lại còn bị vợ phát hiện. Và tất nhiên là không một người vợ nào có thể nhắm mắt cho qua chuyện này được. Nếu ông ta có tiền rồi thích đổi đời quên ngày tháng hàn vi thì bà vợ nhất định sẽ tìm cách nuốt chọn đống tiền đổi đời của ông ta. Quả nhiên là sau đó, bà vợ thực sự đã mang hết chuyện đi cướp ngân hàng của nhóm Diego đi báo cảnh sát. Sau vụ cướp, bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng đồng nghĩa với một gia đình tan vỡ. Và đặc biệt là một nhóm bạn không bao giờ nhìn mặt nhau. Tất cả sau đó đều bị bắt, nhưng vì súng mà bọn họ mang đi cướp chỉ là súng đồ chơi, cộng thêm không có bất kỳ thương vong nào. Vì vậy mà người lâu nhất chỉ bị kết án 7 năm. Mà Diego dù là chủ mưu nhưng cũng chỉ bị kết án 1 năm tù giam. Đừng vội nghĩ bộ phim sẽ kết thúc ở đây. Phía sau một after credit vẫn còn một after credit khác. Thì ra cả chuyện bị bắt vào tù này cũng đều nằm trong kế hoạch của Diego. Bởi vì không ai biết bọn họ đã lấy đi bao nhiêu tiền từ trong ngân hàng, mà bọn họ cũng chỉ vào tù một lần rồi lại ra. Còn số tiền cướp ngân hàng thì đã được rửa lại mãi mãi thuộc về bọn họ. Bất ngờ X2 chưa ông bà già. Một bộ óc nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Bộ phim này cũng được dựng lại dựa trên một câu chuyện có thật về một nhà văn khác người chỉ đi cướp ngân hàng để lấy cảm hứng sáng tác. Quan trọng là toàn bộ kế hoạch đều rất xuất sắc và được tính toán kỹ càng. Được rồi, bộ phim của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại nha cả nhà yêu.